Tiếp theo là thông tin. Mới đây, một băng nhóm hơn chục người cầm xà beng rửa, bình xịt hơi cay, lao vào nhà người dân đập phá, chém chủ nhà trọng thương. Dù công an xã đến hai lần, nhưng những đối tượng này vẫn ngang nhiên đập phá. Băng nhóm cho rằng có mâu thuẫn tranh chấp đất đai, tuy nhiên các đối tượng không đưa vụ việc ra cơ quan chức năng giải quyết mà dùng hành động bạo lực, côn đồ. Theo ông Mai Thanh Tùng, căn nhà ông cùng vợ con đang ở tại địa chỉ số 42 Lê Thị Tám, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm qua Khoảng 3 năm trở lại đây, một số người liên tục đến và đòi tranh chấp mảnh đất phía sau nhà ông Tùng. Trên mảnh đất có 6 phòng trọ cho thuê. Theo ông Tùng, những người đến tranh chấp không chứng minh được quyền sở hữu sử dụng. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 7, hơn chục đối tượng kéo đến trước khi nhà ông Tùng liên tục buôn lời thách thức đe dọa. Quảng sợ, ông cùng vợ trình báo công an xã Nhân Đức. Ngay sau đó, có hai công an xã đã đến hiện trường, sau đó rời đi. Khoảng 10 phút sau khi công an rời đi, hơn chục đối tượng lao vào phía sau nhà ông Tùng, đập phá, dở mái tôn với những hung khí nguy hiểm như xà beng, rửa, bình xịt hơi cay. Ông Tùng chạy ra xem tình hình thì bất ngờ bị một đối tượng chém vào tay phải, khiến nạn nhân chảy máu, choáng váng, gục tại chỗ và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.